Rồi để tiếp tục cái video đăng bán ngày hôm nay thì mình gửi cô chú chị hình ảnh của cặp đực kem ha. Đó thì nói chung thì cặp đực này thì cũng cặp đực điếu rồi cô chú chị. Đó thì bò thì chân móng hoàn thiện nè, không ốp xe là xuống rúng xuống ruột gì ha. Đó thì bò này thì lụng khoảng 5 tháng rưỡi tuổi cô chú chị, 5 tháng rưỡi tuổi á. Đó thì cặp đực này anh chủ nhà bán giá là đó 26 triệu. Đó 26 triệu là bao ship cho cô chú chị tới nhà luôn, dòng 280 số ha. Đó bà con nào thấy ưng thì cứ liên hệ số điện thoại để tường hình. Đó thì bò hai con này thì em quan sát chân móng hoàn thiện nè, không ốp xe là xuống rúng xuống ruột chị cô chú chị. Đó tướng tá cấp mình nè, chiều cao là 1m12 bò. Đó chiều cao thì hai con dao động ngang ngang nhau, chiều cao là 1m12-13 bò cô chú chị. Đó thì nói chung thì bà con nào thấy cặp đực điếu này thì mua về đó mình nuôi dỗ thêm ha. Đó tại vì cặp đực thì nói chung thì anh chủ nhà, nói chung thì con mẹ thì ảnh có bơm tinh 2 tháng rồi nên bú sợ nó ảnh hưởng tới mẹ đó, nên anh cột nên nó cũng xúc sữa mẹ nên nó bị rõ bò ha. Đây tướng tá cấp mình nè, xương sóc, chân móng thì chân móng sò, xương sóc thì rất to. Đó giá là 26 triệu. Đó 26 triệu là bao ship cho cô chú chị tới nhà luôn, đó dòng 280 số ha. Đó thì bà con nào thấy ưng thì cứ liên hệ số điện thoại để tường hình. Đó thì nói chung mình thức ghi hình em cũng thương lượng xét giá cho bà con mình hết rồi. Đây thì trước tiên tướng tá nè cô chú chị. Em nói hai con này thì nói chung thì mới 5 tháng rưỡi tới 5 tháng rưỡi 6 tuổi nhưng mà khung tàn khung xương thì rất lớn ha. Đây, chiều cao là 1m10 mấy bò tơn rồi. Đó, nói chung thì này nè, tướng tá cấp mình nè cô chú chị thấy không? Đó, tướng tá cấp mình nè, xương sóc nè. Đó, xương sóc tướng cá cấp mình nè. Đó, cặp đực về mà có 26 triệu à. Nói chung thì cái giá thì nói chung thì rất yêu thương luôn. Đó, rất yêu thương luôn cô chú chị. Đó, chân móng sò, xương sóc thì hai con là xương sóc rất to luôn á. Đây, chân trước nè. Đó, con bên kia nè. Đó, nói chung thì bò đực hiện tại lúc này thì cũng rẻ. Đó, con này thì có bông nè. Đó, đầu nè, đầu cổ nè. Đó. Đây. Đó dai nè, nói chung thì dai cũng vậy đôi ha, dai cũng vậy đôi, có cái thì nói chung là nó ngắt sữa mẹ nên nó cũng hơi rõ bò. Hai con thì đều đột trụi tên cô chú chị, hai con là đột trụi ha. Đây mặt mày nè. Đó thì hai con này hoàn toàn lép 1 nè. Đó thì bà con mình thấy giá cả hợp lệ thì mua ủng hộ ha. Nói chung trước khi hình em cũng thương lượng xuất giá bà con mình hết rồi. Đó thì tức kim vô bò thì bà con mình có quyền kiểm tra bò thức kim đóng tiền. Đó mình kiểm tra có bú dồ cẳng hay không. Đó còn có thùng rúng thùng ruột hay không rồi bà con mình sẽ nhận bò ha. Đó tướng tá cấp mình nè. Đây. Đó rất dài đòn luôn. Tướng tá rất dài đòn luôn cô chú chị. Đây chân móng xương sóc. Đó thấy không. Đó giá là 26 triệu, 26 triệu là bao ship ha, bao ship cho cô chú chị tới nhà luôn. Ui. Đó, bản đùi lớn xương sóc thì rất to luôn. Đó, bản đùi lớn xương sóc rất to, tướng tá cấp mình thì rất dài đòn. Đó thì nói chung thì em thấy giá hai con đực điếu này thì cái giá thì rất yêu thương luôn cô chú chị. Đó có 26 triệu à. Đó mà 26 triệu là bao ship cho cô chú chị mình tới nhà luôn, dòng 280 số ha. Đó thì bà con nào thấy ưng thì cứ liên hệ số điện thoại để tới màn hình. Đó thì hình ảnh và giá cả cặp đực điếu này em gửi đến đầy đủ cho cô chú chị mình xong. Đó. Thì để bây giờ tiếp tục cái video đăng bán ngày hôm nay. Rồi để tiếp tục cái video đăng bán ngày hôm nay thì em gửi cô chú chị hình ảnh của hai con cái chữa ha. Đó trong đây thì một con bò tơ. Đó con bô xin này, này cô chú chị. Đó con này thì được chữa là được 4 tháng 10 ngày thì nói chung thì hiện tại nó đang chữa bò bê. Đó bò này thì bò tơ luôn cô chú chị, khung tàn khung xương thì rất lớn luôn. Đó chiều cao là 1m41-42 bò, chiều cao là 1m41-42 bò cô chú chị. Đây. Đó con này thì tơ chữa ha. Đó thì cô chú chị nào thấy ưng thì cứ liên hệ số điện thoại để tường hình. Đó thì con tơ chữa này thì chủ nhà bán giá là 26.500. Đó 26.500 là bao ship cho cô chú chị mình tới nhà luôn, dòng 200 số ha. Đó thì bà con mình thấy giá cả hợp lệ thì mua ủng hộ em. Đó còn con thứ hai là con mẫu Bombay lùng. Con này thì hiện tại đang chữa lứa thứ hai. Con này thì chữa được 7 tháng tuổi rồi cô chú chị. Đó con này thì chữa được 3 tháng tuổi nè, chiều cao là 1m33-34 bò. Đó đang em chữa lứa thứ hai thì nói chung thì hiện tại cũng chữa 3B. Đó con này giá là 21 triệu. Đó 21 triệu là bao ship cho cô chú chị mình tới nhà luôn, dòng 200 số ha.
đó. Và những con bò chữa thì em giao về trong vòng một tuần lễ thì cô chú chị kêu thú y khám xác minh chữa giùm em đó. Còn những con bò đã rồi thì bên em bán sẽ bao lội cô chú chị trong vòng 3 tháng đó. Nếu về có lưu phí trục trặc thì bên em sẽ thâu bò về, hoàn tiền bò tiền xe đủ cho cô chú chị mình luôn đó. Bò thì em quan sát thì chân móng thì hoàn thiện, cô chú chị xương sóc thì rất to ha đó. Thì trước tiên thì em quay con bò chữa này. Đó thì ở đây cô chú chị, con này thì hiện tại đang em chữa lứa thứ hai nè. Đó chữa thì được 3 tháng tuổi thì hiện tại đang chữa 3B. Đó thì em quan sát thì em bao cô chú chị mình sẽ mặt sẽ lên nghiêm chỉnh nha. Hai con bò này thì nói chung thì sẽ mặt sẽ lên nghiêm chỉnh cô chú chị. Đó con này giá là 21 triệu nè. Đó 21 triệu là bao ship cho cô chú chị mình tới nhà luôn. Đó còn con cái tơ và nó thì giá là 26.500. Đó tướng tá khung tàn khung xương thì lắc lớn luôn, chiều cao là 41-42 bò. Đó, bò thì em quan sát thì liền một màu luôn, không lan không đốm gì cô chú chị. Đây chân móng nè, chân móng là chân móng sò, xương sóc thì rất to ha. Đó rúng thì rúng chiên. Đó liền một màu luôn. Đó con này thì nói chung thì có 21 triệu. Đó, con này thì nói chung thì mình bắt về là đó ít tháng nữa nếu mình rớt ra con đực thì rất ngon luôn nghe cô chú chị. Đó rớt ra con đực thì rất ngon luôn. Đó nói chung thì lẹ lấy vốn luôn nè. Đây chân móng nè. Đó thì về phần mặt mày nè, đây cái mặt nè. Đó thì hai con thì con này thì mặt thiên khú nè, cái mặt sẽ lưng nghiêm chỉnh nè. Đó cái mặt sẽ lưng nghiêm chỉnh nha, đây sẽ lưng nè, đây qua tướng tá gấp mình nè, cô chú nhìn thấy không. Đó con này con lấy hung tàn xương, còn con cái bô xin tơ này nè. Con này thì chữa 4 tháng 10 ngày. Đó tướng tá cấp mình nè cô chú chị thấy không, lông da bóng dọn luôn, xương sóc rất to ha. Con này thì vú lớn thì vừa cũng 4 vú, với con cái vú đeo 2 vú đeo cô chú chị, con cái bô xin này nè. Đó quyền một màu đỏ mặt luôn. Đó tướng tá mặt mày nè, cái mặt cái lưng thì nghiêm chỉnh nè. Đó con này giá là 26.500. Đó 26.500 là bao ship cho cô chú chị tới nhà luôn, dùng 28 số ha. Đó con này thì nói chung thì nó sao lên tàn sát nhất rồi. Chiều cao là mới bị lớn, mới tơ, chiều cao là mới 40 mấy bò cô chú chị. Đó tướng tá cấp mình nè. Đó thì nói chung thì bà con nào ưng thì mình xin tới trong lô cho kỹ đi. Đó nói chung thiệt ưng mình hãy mua ha. Nói chung mình tức y hình em cũng thương lượng sức giá cho bà con mình hết rồi. Đó thì em kinh chăn nuôi bò Bến Tre phát sóng lúc 12 giờ trưa và 7 giờ tối ngày. Đó thì bà con nào muốn mua bò vỗ béo, bò ảnh sản trong 2 khung giờ của ưng thì điện cho em ha. Đó con bò tơ giá 26.500. Con bò đẻ rồi thì bò đang chữa lớp thứ hai. Đó giá là 21 triệu. Quá. Đây khung tàn khung xương rất lớn luôn. Còn cái tờ này, tướng tá cấp mình thì rất dày đòn, nó lông da bóng giận luôn. Tướng tá cấp mình này. Đó thì bà con nào ưng con nào bắt con nấy ha. Đó thì hình ảnh về giá cả của cái chữa này thì em gửi đến đầy đủ cho cô chìm rồi. Đó thì cô chú chị nào thấy ưng thì cứ liên hệ số điện thoại đó thông hình. Đó còn muốn gặp anh chủ nhà trực tiếp thì điện cho em, thì nhắn tin số chủ nhà cho cô chú chị mình điện trực tiếp ha. Rồi để bây giờ tiếp tục cái video đang bán ngày hôm nay.